Lót số mấy? Chết này. Năm 57. Hóa ra anh chỉ đúng được một lần thôi hả Long? Cái gì? Đúng 57 rồi. 57 cái gì? Lần trước là 56 còn gì? Lần trước là 55. Như thường lệ cứ một tháng một vlog thì đây là vlog của tháng 12. Chủ đề ngày hôm nay là lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Đổi câu đấy thành câu rap đi. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Ngang phè phè. Mực phản đối mà. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là thanh long. Có vẻ mọi người rất là thích những content nấu ăn của chúng tôi, mặc dù chúng tôi nấu ăn đi cứt nhiều. Nên là hôm nay chúng tôi quyết định làm thêm một vlog nữa liên quan đến nấu ăn. Chúng ta sẽ nấu ăn xung quanh quả thanh long. Yeah. Mình đã đặt mì tôm thanh long ở trên Shopee về ở Hà Nội là kiểu cháy hàng luôn, là phải đặt từ trong Sài Gòn ấy. Mình đã đặt được 4 gói, 2 loại, tức là mỗi loại 2 gói. Thì cái mì tôm thanh long đấy tí cũng sẽ là nguyên liệu nấu ăn của bọn mình. Ok. Cái luật ngày hôm nay mình vừa mới nghĩ ra trước cả hai bọn mình sẽ cùng nấu. Chứ không phải là ai, không phải là người nào nấu riêng cả. Thì trước khi nấu ăn thì chúng ta phải đi siêu thị. Bọn mình sẽ đi cùng nhau, mỗi người sẽ có 100.000. Và với 100.000 đấy, mỗi người phải mua 2 quả thanh long và một cái đồ gì đấy bất kỳ cho hết 100.000. Ok. Tức là khi xuống siêu thị bọn mình sẽ tách nhau ra để đi mua đồ. Ok. Xếp sao lắm, tận 2 quả. Thế thôi, 1 quả. Chốt lại nha, mỗi người 100.000, trong đấy là 1 quả thanh long rồi. Rồi. Được chưa? Rồi. Thì bọn mình sẽ dùng thần giao cách cảm để xem người kia đã có cái gì rồi, chúng ta không lấy cái đấy nữa. Ok. Và khi lên nấu ăn thì luật sẽ như sau. Chúng ta sẽ có những nguyên liệu là mì tôm thanh long đã mua, quả thanh long và những cái đồ riêng mà bọn mình mua. Tại vì nấu chung cho nên là mình phải dùng chung nguyên liệu của nhau. Mỗi người sẽ chỉ nấu 15 phút. Hết 15 phút người đấy sẽ đi ra và người kia sẽ phải nấu tiếp những thứ mà người kia đang nấu. Hiểu không? Rồi ok. Ví dụ khi bọn mình đi siêu thị xong bọn mình sẽ quản tù tì. Ai thắng sẽ được nấu trước. Thì cái người nấu trước đấy sẽ nấu 15 phút. Và hết 15 phút thì cái người thắng đấy sẽ đi ra ngoài. Và cái người tiếp theo sẽ phải vào nấu tiếp cái món đấy. Rồi. Ừ, là một món. Em muốn là sẽ có một món khô và một món nước. Rồi ok. Nói chung là chúng ta sẽ nấu 2 món. Và bằng cái nguyên liệu đấy. Cái lúc mà một người ra nấu thì cái người đấy sẽ phải tự nấu và tự đứng trước máy quay nhá. Vì người còn lại sẽ phải trốn đi chỗ khác. Để không biết người kia đang làm gì. Mì vừa mới thiến, trông mặt đần chưa? Cho nhìn cà này. Làm gì còn cà nữa. Không nhìn thấy. Mất rồi. Đây này, không còn gì cả. Đây là đã sau 5 ngày nó thiến rồi. Mấy ngày đầu thì nó rất là vất vả, nhưng mà giờ thì nó khỏe rồi. Nhưng mà vẫn phải đeo loa, tại vì cái vết thiến ấy nó chưa lành hẳn. Nó đang lên da non thì phải đeo loa để nó không liếm. Liếm thì sẽ không lành được. Ok, đi thôi. Mỗi người đi siêu thị 15 phút. Lúc xuống siêu thị thì bởi vì mỗi người sẽ tách nhau ra để đi siêu thị riêng ấy, cho nên là mỗi người sẽ quay vào điện thoại. Cho nên là có thể là cái màu video nó sẽ hơi khác cái đoạn này, tại vì cái đoạn này nó quen máy quay. A few minutes later. Bây giờ là mấy giờ? 2 giờ. Đúng 2 giờ đấy, xem đồng hồ. Ok. 15 phút bắt đầu. Lấy cái giỏ đã. Lấy giỏ. Bạn tôi cũng đi lấy giỏ. Thanh long trắng là 35.000. Mà thanh long đỏ là 50.000. Long sẽ mua đỏ hay trắng nhỉ? Nếu mà bọn mình mỗi người mua một loại thì cái công thức nấu ăn nó sẽ rất là thú vị. Mình nghĩ là Long sẽ tiết tiền thôi rồi mua loại trắng, nên là mình sẽ lấy loại đỏ. Loại đỏ này là 50.000 một cân, nhưng mà một quả này chắc không đến một cân, nên là bây giờ mình sẽ ra cân thì nó bao nhiêu tiền nhá. Nó chỉ tầm nửa cân thôi nên nó là 25.000. Lấy thanh long. Thanh long trắng là 34.000. Được. Vậy là tôi còn 100 trừ đi 34 là 66. Thanh long đây khá là bé, nhưng mà không sao. Có mì tôm thanh long rồi, mì tôm có sẵn thanh long rồi. Thanh long này mua thêm là chỉ để sauce vào. Không biết Long đang mua gì. Tôi thấy Long đang lang thang quầy thịt. Cá ba sa cắt khúc 69.000. À đủ. Tôm hấp 139.000. À đủ. Cua đồng xay 218k. Bao tử cá 119. Cá trứng 99. Bỏ hải sản nhá. Không có mì tôm hải sản rồi. Mì tôm thanh long hải sản khô vai. Nói bỏ bò luôn nhá. Toàn 150-200. Có thịt lợn. Hình như dạo này thịt đắt lên thì phải. Lần trước hình như nó cũng không đắt đến mức này. Vừa nãy thấy ba lạng tận 60.000. Fuck. Ba dọn que sông khói 62.000. Cắt làm bacon. Mì tôm thanh long phô mai bacon hành khô. Hiện tại tôi đang phân vân giữa ba chỉ sông khói, mua phát là hết tiền luôn, hoặc là mua phô mai con bò cười 31.000. Thực ra mua phô mai được, tôi cần phô mai hơn nên là tôi sẽ lấy phô mai. Quả tang Long đang mua gì cái phô mai à? Lợn. Mình nghĩ là mình sẽ mua thêm một cái đồ đông lạnh gì đấy. Mấy cái kiểu nem đấy, các thứ mà đóng gói ấy. Mua há cảo đi, thích ăn há cảo. Không biết có đủ tiền mua há cảo không ta.
Mình quyết định mua sủi cảo 35.000. Thì nếu mà mình có cho nó vào món trộn hay món nước thì mình sẽ đều dùng được. Thế là mình đã tiêu 60.000 rồi. Tôi còn là 46.000. Đúng không nhỉ? 35 cộng 29 64 rồi 36.000. 36 mua rau. Tôi sẽ mua đậu bắp 19.000. Đấy, theo còn 17.000 nữa. Tôi sẽ mua trứng cút. Trứng cút là 14.500. Thôi, được rồi. Đây, không nhớ là bao nhiêu. Tí tính thử. Cái thanh quả của mình phải có một món nước, một món khô. Món khô tức là đồ trộn ấy. Thì chúng ta phải có một cái sốt gì đấy để trộn với mì thì mới ăn được chứ, đúng không? Cho nên là mình sẽ mua một cái sốt trộn nhé. Mình sẽ mua một cái sốt ướp thịt. Biết đâu anh Long mua thịt thì có thể dùng. Hên xui đi, tâm linh đi. Mình sẽ mua lọ sốt tiêu đen này. Lọ sốt tiêu đen này là 31.000. Thế là bây giờ tổng là mình đã mua hết 91.000. Vừa đủ rồi. Nãy mình nhầm các bạn ạ. Mình đọc cái thanh long giá ở trên nó là giá theo cân nhé. Mình quên mất mình không cân quả thanh long. Quả thanh long là có mười mấy nghìn thôi. Thế bây giờ đang là tổng là 82.000. Thế là đang còn thừa 18.000 nữa. Mua thêm nấm kim châm nhá, hợp lý rồi. Mì tôm thanh long chay phô mai. Mình cũng thừa khoảng 9.000 mà mình không biết mua gì. Có cái gì 9.000 để mua không? Nhìn thị trường đây đéo có gì 9.000 cả các bạn ạ. Hết giờ rồi. Thừa tiền. Giàu thế, thừa tiền. Tôi không mua thịt vì tôi nghĩ anh Long sẽ mua thịt, nhưng mà có vẻ nếu biết anh Long có mua thịt không được. Tổng hết bao nhiêu? 101.000. Ơ, sao được? Đứng lại nha anh. Tại đâu? Đứng lại. Bếp trưởng và bếp phó đấy à? Ừ. Có phải nhiệm vụ của bếp phó là nếm đồ ăn không? Nếm đồ ăn rơi xuống sàn. Đây là bếp phó của tôi. Tôi sẵn sàng quẩy đuôi. Bắn trưởng này. Chúng tôi đã vừa chuyển cái bàn ăn ra đây. Ngay cạnh ghế sofa, chỗ bàn ăn bình thường đã thành đàn piano. Tự nhiên một hôm giờ người chúng tôi nghĩ là chúng tôi nên thay đổi không gian sống. Thế là chúng tôi quyết định đổi chỗ cái bàn ăn và cái đàn piano. Thì thực ra cái bàn ăn ở đây trông nó không được đẹp được bằng cái đàn piano, nhưng mà nó lại tiện hơn. Nói chung bọn mình rất hay sinh hoạt ở cái khu phòng khách, khu tivi này, cho nên là tự nhiên có cái bàn đây bọn mình để một đống đồ. Thế bọn mình chả bao giờ ra kia, tại vì anh Long chả đánh đàn. Cái góc kia thành góc chết rồi, góc chết của căn nhà. Đây là góc rất là sống động. Ok, ăn bóc nào. Đây là túi đi chợ của tôi, và đây là túi của anh Long. Và đây là mì tôm thanh long mà tôi đã mua. Một loại là hải sản chua cay và một loại là thịt heo bằm. Đây là một trong số những nguyên liệu và tí nữa chúng tôi sẽ dùng. Thanh long đầu tiên. Đúng như dự đoán của mình là anh Long đã mua thanh long trắng, vậy nên là mình đã mua thanh long đỏ. Trứng cút à? Anh không mua thịt à? Từ đó anh định mua thịt. Xong anh thấy là mua thịt xong là hết tiền luôn. Thế là anh không mua thịt nữa, anh đi mua cái khác. Xong mua xong thì anh thấy thừa tiền, nhưng mà cái tiền thừa đấy lại không đủ để mua thịt. Thế là anh không mua được thịt. Mua linh tinh hành tình, nó toàn rau này ăn chay à? Ừ. Mì tôm thanh long phô mai chay. Anh Long lại mua đậu bắp rồi. Em nghĩ anh mua thịt, em đã mua sốt thịt. Thôi cho sốt thịt lên cũng được. Chán thật. Em hết rồi. Không sao, anh còn phô mai, còn bò cười và nấm kim châm. Đánh người ta ít thôi. Người yêu tôi vũ phu. Vũ phu không dành cho phụ nữ. Vũ mẫu. Không dùng đồ quá sẵn, chỉ dùng những đồ này thôi. Bi lốc của em là người ra luật. Thôi bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ quản tù tì xem ai thắng thì sẽ nấu trước. Xem sầm bà. Xem sầm bà. Nấu trước. Ok. Anh rửa bát nhá. Rửa chôm đi. Anh rửa em chán. Nhưng mà em bị đau tay mà. Thôi đừng nấu, để anh nấu hết cho. Em nghĩ là sẽ được dùng những đồ có sẵn trong nhà, nhưng mà là gia vị thôi. Giấm biết các thứ, bơ cũng được coi là gia vị. Bột biết các thứ đấy thì dùng. Hành tỏi các thứ này đấy. Trứng thịt các thứ có sẵn thì không được dùng, ok chưa? Ok. Bây giờ là 3:10. Bây giờ tôi sẽ chui vào trong phòng khác, đóng cửa và không biết gì hết. 3:25 em sẽ quay lại. Rồi. Bắt đầu. Đầu tiên là rửa rau. Thank you.
Giờ sẽ thái một tí hành khô. Thực ra vì mình chưa biết làm gì trước, nhưng mà nếu mà làm đồ khô thì nên có hành khô thơm. Làm mẹ gì này? 15 phút nào là cái gì nhá? Sao? Chưa có gì hình thành ở đây cả. Cắt hành à? Cắt hành làm gì nhỉ? Vì anh Long đang cắt hành nên tôi sẽ cắt hành tiếp. Tôi thấy anh Long đã cắt đậu bắp, đã rửa nấm kim châm. Mình đã cho hành vào cái đĩa nhỏ này. Bây giờ mình sẽ bóc trứng cút. Tại vì cái trứng cút này anh Long mua là nó là luộc rồi, nên chúng ta không cần luộc, làm ra thì bóc luôn. Mình đói quá, mình sẽ ăn quả này. Có nhiều mà, mình sẽ ăn. Đây là bát trứng mà mình đã bóc hết. Thì nhẽ ra cái gói đấy là 10 quả nhưng mình ăn một rồi nên là còn 9. Mình sẽ cắt thêm tỏi. Không biết dùng tỏi để làm gì nhưng cứ cắt tùy tùy xem anh Long tự nghĩ là sẽ làm gì. Mình mới ở giai đoạn tìm hiểu thôi đúng không? Mình chưa có cái gì chốt đúng không? Em vừa ăn một quả trứng. Này, tiền của ai mua? À nào. Cố lên nhá. Ok, bây giờ tôi sẽ múc thanh long ra bát để tí làm dễ. Mình sẽ làm hai cái, một là đun nước sôi để thả mì thanh long vào cho nó mềm ra, rồi sau đó mình sẽ cho lên xào theo ý định của mình. Và tiếp theo là đun trước cái sủi cảo để tí cũng cho lên xào cùng luôn. Mình sẽ tranh thủ cho cái này vào trong bát để món sâu nó nhanh hơn luôn. Hấp sủi cảo à? Nấu mì à? Thế phải đổ rau vào chứ. Đổ rau vào nhá. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Đi ra chỗ khác. À, đang đặt quả thanh long trắng ở trên này định cắt à? Tôi sẽ cắt quả thanh long trắng này. Mì xong rồi này. Có phải anh Long lại làm mì trộn không nhỉ? Anh Long không đổ cái sốt này vào, anh Long lại làm mì trộn. Vậy thì tôi sẽ chắp cái nước này ra nhá. Tôi nghi là anh Long là mì trộn. Anh Long, mọi người, anh Long cho nước sôi vào để nguyên cái gói này vào này. Anh này vệ sinh an toàn thực phẩm bằng không, không thể chấp nhận được. Bắt quả tang là đổ nước sôi vào mì mà vẫn còn nguyên cái gói này, chưa cắt luôn mà nguyên cái gói ni lông này luôn. Chắc nó giống một gói mỡ gì đó ăn đâu. Sao nó hợp với mì trộn đấy. Mình sẽ trộn cái mì này lên. Hiện ở đây là anh Long đang hấp cách thủy mọi người ạ. Đấy, cái này sôi rồi chắc là được rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy cái này ra nhá. Nhưng mà mình nghĩ là mấy cái này ấy, cho vào nồi chiên không dầu, chiên nó lên nó sẽ ngon hơn chứ. Chiên đi, chiên, chúng ta chiên đi. Bây giờ mình sẽ cho hành tỏi vào để xào mì nhá. Dạo gần đây bọn mình rất là thích dầu mè nên là mình sẽ cho dầu mè này trộn với cái mì trộn kia. Thơm vãi. Tỉnh scam. Mọi thứ thay đổi quá nhiều rồi. Trộn dầu mè. Double dầu mè. Rất nhiều dầu mè.
chỉ xào nhẹ thôi vì mình không muốn nó khô quá. Thế bây giờ mình sẽ bỏ mì ra, rồi sau đó mình cho những cái khác vào để cho nó chín. Sẽ đổ thanh long lên với một chút mỡ để làm sốt. Sao thanh long? Thêm tí đường. Sao không dầm nó ra? Đang dầm. Hết giờ đi ra. Dầm đi. Món béo gì đây? Máy quay hết pin nên là mình sẽ quay tạm vào điện thoại nhé. Đây là cái đống thanh long, mình nghĩ là nó cũng ok rồi, mình sẽ tắt bếp nhé. Mình béo hiểu đây là món gì. Cái mì trộn là nó đã có nấm kim châm, có đậu bắp. Đã đến lúc chúng ta bóc cái sốt tiêu đen này để cho vào. Ôi, chặt vãi. Không mở được. Anh nhờ anh Long mở cái lọ kia mà anh Long cũng không mở được đấy. À, cảm ơn đồng chí. Bây giờ tôi sẽ cho cái này vào mì. Vì mình không biết là mục đích là anh Long có định đổ cái này vào mì không nên là mình sẽ để nó ra ngoài. Kiểu ok xào xong rồi nhưng mà mình sẽ cho anh Long quyết định là anh Long có đổ nó vào hay không. Và mình sẽ chuyển sang là món nước. Giờ mình sẽ lấy một món mì khác. Mình sẽ đun nấm kim châm và đậu bắp trước. Nãy anh Long cho cái sủi cảo hấp vào cái bát mì này, chứ anh Long chưa lấy cái sủi cảo chiên trong nồi chiên không dầu. Thế thôi, giờ chúng ta sẽ đảo lại, chúng ta sẽ dùng sủi cảo hấp để cho vào món mì trộn. Còn cái sủi cảo chiên kia thì tí mình sẽ cho nó vào cái nồi mì nước. Và ấy đây à? Giờ ra món nước rồi. Rồi ok, đây. Nhìn cái bát mì khô này thiếu một thứ. Một thứ tôi mua. Ok, cái bát mì tôm thanh long xào cùng với cả còn gì nữa tôi đều biết nữa. Ra nhìn thanh long nó che hết mấy cái topping đi trông cũng thích mắt phết, không biết ăn như thế nào. Rồi xong một cái thả mì vào. Trứng vô. Con nói thật là con lạy thần bếp, lạy thần đồ ăn, lạy các thần liên quan đến đường tiêu hóa, đừng để con bị tiêu chảy đợt này. Đam mê sốt hải sản thì nên ăn thẳng với thanh long, hay là đun nó lên xong lại trộn với sốt hải sản rồi đun lên xem nó ra gì. Lần đầu tiên chơi thanh long có trong hải sản ai à? Đây là một nước. Cái món trộn đâu? Cái đấy. Em không phải làm gì nữa à? Xong rồi à? Ừ, xong rồi. Mày không lấy tí nước nào trong nước mì kìa? Có, em cho một nửa này nửa kia. Mẹ tôi không phải làm gì, tôi đến đây để chứng kiến tận thế. Oh shit, oh fuck. Nhau anh cho thanh long vào cái đống nước hải sản đấy đấy à? Ờ.
Tôi rất hoài nghi cái công thức này. Chắc chắn là ngày mai tôi sẽ phải quay thêm một vlog nữa để xem mà chúng tôi có bị đi ở chảy không. Nhưng mà các thầy bếp, thầy thầy bếp, thầy thần dạ dày. Khi ăn thì mình xin phép được xin lỗi những người đam mê ẩm thực, những đầu bếp, những người đã tạo ra tinh hoàn thực của Việt Nam. Chúng mình xin tuyên bố hai cái món này là nó thuộc cái phạm chủ mất dạy, bù láo, không có ai ra gì cả. Mình xin phép được xin lỗi. Giống mì với canh rau dền phết. Mặt biến sắc rồi đấy. Rất ngu đéo gì. Cái nước thanh long nó không có vị gì mấy, nhưng kiểu vị nó vẫn ở trong thanh long. Nhưng mà miếng thanh long đỏ ngọt vãi. Nó chỉ miếng thanh long ngọt hơn chứ còn lại vẫn là bát mì hải sản. À. Ừ, đúng là không có vị gì thật. Em phải ăn miếng thanh long ấy. Em chưa dám ăn. Sủi cháo chiên ngon. Ờ, thế nào? Thêm hành khô vào cũng được ấy. Mẹ. Tiếp rồi. Đéo liên quan gì? Trông thì khá là kinh khủng, nhưng mà thực chất thì ăn vào mọi thứ nó rất là bình thường. Tức là tất cả mọi thứ nó đều không có vị thanh long trừ miếng thanh long. Nếu mà không ăn phải miếng thanh long ấy thì nó giống một bát mì bình thường. Chỉ cần không cắn vào miếng thanh long thì mọi thứ vẫn ok. Miếng thanh long thì nó bị ngọt nên là nó không liên quan gì đến cái bát mì này cả. Thế là chúng ta có một món vừa bữa chính vừa tráng miệng ở trong cùng một bát. Thật là tiện lợi. Đây là giải pháp dành cho những người bận rộn không có nhiều thời gian. Các bạn có thể làm như vậy. Đây là giải pháp khác cho một người bận rộn. Hay cho một cái hứa hẹn hơn cho một... À không, không chắc nữa. Thanh long nó cũng bị ngọt quá. Thanh long này cũng ngọt à? Nó đỡ hơn cái kia nhưng nó cũng ngọt. Cái gì đừng bán như thế là ngon nhé. Không, cái này ngon thật. Kể cả thanh long á? Ừ, anh open với nó. Tự nhiên có ngọt vào đấy. Nhưng cái mì tôm thanh long này thực chất nó chả có vị thanh long mấy nhỉ. Cảm giác kiểu họ quảng cáo nó là mì tôm thanh long vì nó làm từ thanh long ok và nó cái màu của thanh long, nhưng mà lúc ăn thì nó chả có gì liên quan đến thanh long cả. A few moments later. Ok, và cái vlog này sẽ chưa kết thúc. Ngày mai mình sẽ update xem bọn mình có bị ỉa chảy không. Cái thử thách này nó đến đây là kết thúc. Nói riêng về cái mì tôm thanh long thì các bạn thích thì thử, không thì cũng chẳng sao ấy. Nó không có gì đâu, nó nhạt lắm, nó chẳng có vị gì ấy. Còn lại thì cái này thôi đừng làm. Nếu ai bắt làm thì cũng làm, thôi đừng làm. Ai cho tiền thì cũng làm, thôi đừng làm. The next day. Bây giờ đã là 12 giờ đêm hơn rồi. Bọn mình sắp đi ngủ ở nơi rồi thì mình nhớ ra là chưa quay. Thì nói chung là ngày hôm nay diễn ra rất là bình thường. Người trong trạng thái nguy hiểm nhất là anh Long, mà anh Long cũng không làm sao cả. Trộm vía. Vậy thì chúng tôi tự tin nói rằng là các bạn hoàn toàn có thể thử công thức ở tại nhà. Đừng thử ngay. Đừng thử ngay là cái đó. Và sau đây bọn mình sẽ đi skin care và đánh răng và đi ngủ. Kết thúc, thực sự là đã kết thúc ở đây. Bye. Merry Christmas. Smoking that pearl, Pai Chen Lo, KD, Nike Blazer. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh an khang thịnh vượng.